chiến thắng. Ồ, bác ơi, sao bác ngồi đây vậy? Bác có đi về không? Nó trở về. Nhà bác ở đâu? Nhà bác ở đâu? Bác sao đồng đâu mà? Nhà bác ở đâu? Nhà ở Lục Quân Thế mà. Đâu có thế đó. Nhà ở đâu cơ? Có muốn về cho trở về. Say à em? Vâng. Bố đi, nó đi nó say rồi. Bây giờ em trở về à? À. Ừ. Đây để anh bế anh dì bác về. Con chào bố, con chào cô. Dạ. Dạ. Bà bảo là anh đi đâu? À, cháu đang đi chơi ạ. À. Cháu thấy ông ngồi ở đây, cháu hỏi ông nhà đâu, cháu trở về ấy mà. Ở nhà Pao à? Này. Ở nhà Pao, bố này nó lúc nào nó cứ đi uống rượu nó say rồi. À. Thế bây giờ chở ông về đúng không? Thế bây giờ làm sao để cho ông về em? Phải đưa về. Thế đưa ông về thôi, ngồi đây lạnh lắm. Một chê à? Một chê. Một chê mà. Sao rồi mình chê? Ừ, ghê một kéo, chê một kéo. Nếu này chứ rồi chả thở nổ. Mình chê là... Rồi á. Bà, đông, 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 tôi không biết. Ông đi uống rượu ở đâu vậy bà? Hả? Ông đi uống rượu ở đâu? Uống rượu rồi chứ. Tôi tố kỷ đi rồi. Mà. Thôi đi về đi ông bạn. Đi về đi. Đó, đó. Ô, bác thao tí một chê. Ừ. Đó, đó. Được, bà đi nhà đi. Giúp bố đưa đi về. Ờ, được, ok. Hả? Ok. Ô, bác thấy, ông thấy thao tí một chê này, nhông nó nhập vào này. Vâng, cháu cho ông ngồi xe cháu nhá. Hả? Ok, đi. Mình phải tắt video để mình cho ông đi về các bạn ạ. Rồi, ông về nhà đến an toàn rồi đấy. Ok, ông nghỉ ngơi đi. Sau vất vả của mấy anh em giờ cũng cho ông về được đến nhà các bạn ạ. Ông có hay uống rượu vậy không bà? Hả? Mẹ bảo là, bà bảo là anh giúp bố em về thì anh ngủ đây. Ngồi chơi một lúc. Ngủ ở đây. Hả? Ngủ ở đây ạ. Ngủ ở đây á? Vâng. Thật á? Thật. Ui, cảm ơn bà nhá. Anh giúp bố về thì anh ngủ ở đây. À, bà cho ngủ ở đây luôn à? Cảm ơn bà. Bà cho ngủ đây thì ngày mai để anh đi. Vâng. Gọi là anh cũng kiểu là đi xa mà trời tối hơi lạnh ấy thì vâng. Bà cho ngủ đây thì tốt quá. Bỏ bà đi vậy. Vâng. Nè dạ. Nó một đứa nó nói mà nó nó bà bảo là anh đưa cái ba lô về đây. Rồi đưa mình đây là anh đưa xe vào đây. Đưa xe vào đây luôn à? Dạ. Ok ok. Ông đặt tomato này mua à, có thể bố có thể đặt tomato này cho có tiền đồ kia này. Dù gì ở kia à? Ừ, nó cho có tiền đồ này sẽ nổ tiền. Ông đi có tiền nhau. Ông đi mua lợn đấy, đi mua lợn xong. Thế con thấy con lợn ở đâu? Đi uống rượu thôi. Mua lợn xong đi uống rượu sai đâu. Mới bảo là thế vì đón xong bảo em trai bảo lại bảo em trai bé quá thì sợ không đón được thì bảo anh trai đi đón nhưng mà anh trai cứ sửa xe à? À đây là anh trai đúng không? Vâng. Anh này là sinh năm bao nhiêu? 26. Ui 26 là trông đô con này cơ. Lớn đấy. Còn đây là bạn này là vợ à? Vợ. Thật á? Ui thật á? Vâng. Thế khi nào bạn này chỉ cho anh cách lấy vợ với?
Bạn này là sinh năm? 2007 ạ. 2006, 2007. Thế là lấy nhau được bao lâu rồi? Cũng được 2-3 tháng rồi. À, mới lấy thôi. Được bé nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi là ở đây thì bọn em làm gì để kiếm sống? Và bọn em cũng... Mình cũng trồng rau đi bán rau với mình bán hàng cho khách du lịch thôi. À... Du lịch Hà Giang phát triển là mình cũng đỡ vất hơn nhỉ? Vâng. Bây giờ không có Covid rồi thì cũng không vất như ngày xưa. À, ngày xưa thì trồng rau các thứ thì trồng ngô đúng không? Vâng. Cũng là tuổi còn trẻ mà đã phải lấy đi lấy vợ nhỉ? Bố mẹ già rồi nên là đấy mới lấy em về cả về làm dâu, về về trồng ngô, về làm việc hộ ấy. Vậy à? Vâng. Đây là mẹ của... Mẹ. Ôi mẹ? Thế còn em là... Mẹ vào này luôn. Mẹ hai nhưng mà mẹ hai mất rồi. À. Mẹ hai vừa mới mất được 3 tháng. À. Còn đây là anh này là con của mẹ cô này. Của mẹ hai á. Còn cô này? Mẹ một không có con ạ. À rồi hiểu rồi. Nghe chưa nên một trên này tại. Thế nên con này cho nên một cho phép chị cho con à. Vâng. Mẹ bảo anh cứ lấy đồ với dắt xe lên sân bậy à. Không lấy được, không lấy. À. Không anh cũng chẳng sợ mất đâu mà. Vâng, toàn ba lô và quần áo mà. Anh dắt lên. Ok ok. Lỗ to đấy nha. Úi giời, con chó đẹp quá. Quay con chó cho bạn xem này. Con này chửa à? Nó có giữ không? Có. Thế thì nữa mày bảo kê anh nhá. Nó cắn anh bảo mày. Theo, cho người lạ ở lại không sợ à? Không. Bọn em lúc trước có một khách người Hàn Quốc à? Hàn Quốc. Để đấy ở bọn em cũng cho nó ăn không mà. Thế xong à? Nó ăn xong nó lúc nó đi xong nó quay về nó mua cái son tặng cho em. Mua son tặng luôn. Và nó nói chuyện của nó nhưng mà em không hiểu, em chỉ dịch cho nó thôi. À. Dịch cho nó thôi. À. Nó về đây nó chỉ biết nói cái cảm ơn với với cái thank you với xin lỗi, nó nói là xin lỗi thôi, còn mấy câu nó không biết nói nữa. À. Anh hay chơi TikTok. Hả? Anh hay chơi TikTok. Sao em biết? Anh có phải là người anh, đi bộ từ như là đâu lên. Nhận ra. Anh có tay cái. Cho tay cái. Em thấy anh mấy lần chơi TikTok rồi. À. Thầy mua sau lên YouTube xem nhá. Thế em cũng thấy anh hình như là thấy anh một lần ở Phú Cáo rồi sao ấy. Đúng rồi. Vâng. Anh ở chỗ nhà thằng cô bó ở Phú Cáo. Biết bó không? Em không biết nhưng mà em chỉ biết anh thôi. Bởi vì em xem ở trong TikTok thấy. Dạ tối nay tối thì một cái tà một ba lần nhá. Tối nay em ngủ ở đâu? Dạ. Em ngủ một mình hay ngủ mấy người? Một người ạ. Em ngủ một người á? Vâng. Thế tối nay anh ngủ với em nhá. Vâng. Ừ, cầm ba lô vào chỗ phòng của em đi. Xách xem thử khoác thử xem nó có đi bộ xuyên Việt không. Nhấc mạnh lên. Đây hỗ trợ cho ạ. Rồi khoác lên. Khoác không à? Mày nhắm khoác vô lô này đi được mấy vòng? Đây. À tối nay em ngủ ở đây à? Thường thường em ngủ với ai? Ngủ một mình. Mẹ không có giờ để mẹ mới ngủ cậu em nữa. À, có khi mà ngủ mình, có khi ngủ với mẹ. Vâng. À, có khi ngủ với cậu. À. Cái này là cái gì đây em? Cho anh hỏi cái này cái gì đây? Hương à? Hương để cúng. Ui, các bạn xem lông gà này. Một bác ấy có làm cái che che trên đây này. Mình nhìn trông lạ quá. Đấy, bằng che hết rồi. Trên này là cái cái này mình không nên động vào. Anh hỏi hả? Mẹ bảo là anh du bố đỡ ở đây. Ok, thiết của con chưa? Là sao? Để được. Thiết, thiết thủ kinh là cứ lúc tan tao chưa? Mình dọn đồ tao mới tốt cứ lúc tan tao. À, cháu ngủ bên kia đúng không? Ok. Thôi để anh. Đi xuống kia ngủ đi. Đi. Ui chà. Mình đi. Ở đây lạnh. Xuống kia ngủ cho ấm. Nhá. Đấy, đội mũ vào cho đẹp trai. Rồi. Đi vào cháu nào.
Nên nó nếu thêm nó ăn nó. Ôi giời ơi. Đây đi. Đi 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 xin xuống đi xin đây ngủ. Đi đi xuống đây. Rồi. Rồi đây 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 đây. Đi. Đây, đây, đây. Nào, bước xuống nha, bước xuống nha. Rồi, cái nữa. Rồi. Ok. Ok. Đây, xuống đây ngủ ấm chưa? Rất ấm. Ấm lắm. Rồi, nào. Cái nào ấm ấy. Ok. Ok. Rồi, bỏ giày ra. Ok. Ít giờ ơi, thích thế vậy còn gì nữa. Nào cho dìu lên nào. Gấu á. Ấm chưa ông? Đó, ông ngủ ngon nhá. Nó ấm rồi. Ấm rồi. Ông ấm rồi à? Ấm rồi. Ok. Rồi. Ui, các bạn xem trên đây này. Có một cái lên đây mình xem nào. Ui, cầm cái thang này rất là đen nhá. Ui, nhiều ngô thế. Sao mất điện rồi? Mất điện à? Cả làm mất điện à hay mỗi mình? Ô, trên đây phòng ngủ nữa à? Dây gì đây? Hả? Dây da gì đây em? Da bò à? Vâng. Cái này mình đã từng thấy ở trên đấy rồi. Da bò rất là chắc các bạn. Có thể kéo được cả cột nhà luôn đấy. Cứng lắm. Đây, xem chỗ ngủ này. Mất điện đúng lúc nhỉ? Bạn kia cho anh phỏng vấn tí xem nào. Bạn này tên là gì? Em tên là Mùa Thị Thu. Mùa Thị Thu. Vâng. Em sinh năm bao nhiêu? Em 2006 ạ. 2006 là lớp mấy? Em 2 cấp 2 rồi. Em 2 cấp 2 thì em ngồi các bạn. Em 16 tuổi. 16 tuổi. Vâng. Bây giờ em đang làm ngành nghề gì? Bán hàng đi. À kiểu mình bán hàng đây đúng không? Bán hàng đi. À cho bắt tay bạn. Tay rất ấm các bạn ạ. Xinh gái dễ thương. Đã có người yêu chưa? Đang ấy á? Thế khi nào thì mới lấy chồng? Em không biết được. Không biết á? Ờ, nhà em ở đâu? Em ở đây à? À, nhà em đây à? Đang đốt lửa à? Em ở nhà. Thế em mất điện thì vẫn ngồi nữa. Ừ. Bố em đâu hết rồi? Bố em đi ăn cơm. Đi ăn cơm? Không ai nhà à? Ôi, thằng cu em ạ. Thằng của em đâu? Nó chưa lấy quần anh ngoài kia thì mặc cái áo mà áo lông á. À, tại sao mình lại phải cho nước vào đây? Cho nước vào da không khô. Cho nước vào da không khô quá. Dạ. Đâu, đưa xem tay nào. Có khô không? Vẫn khô bình thường. Ồ, có điện rồi. Đây là dung bột Sephorine rồi. Cô em này là sinh năm bao nhiêu? Em 2008 này. Cho bắt tay cả ai. Mày có chị hơi bị xinh gái đấy. Giữ chị cẩn thận vào. Muốn bán chị yêu cầu tuyển anh rể như nào? Em cũng chả biết nữa. Ai nếu nó đồng ý thì cũng đồng ý thôi. Ê, thế yêu cầu tuyển người yêu như nào? Xấu quá anh ạ. Không xinh. Xấu quá. Không xinh. Bây giờ em muốn tuyển người yêu như nào nói nè. Em yêu con gái. Yêu cái gái cái gì? Giật ngày gọi điện nhắn tin với cha. Mày cũng thiếu gì gái đâu, mày bảo tao thế nhá. Chị em yêu con gái hay con trai? Nó yêu con trai. Đâu? Ừ. Con trai. Nhưng mà bây giờ nó không có người yêu rồi. À, nó không có đấy à? Vâng. Sao trên đây hay gọi là nó à? Gọi quên ngủ. Cũng như ít khi gọi là chị em, tật tao với mày mà. Thế à? Thế mày cái gì à? Mày có muốn anh là anh rể của mày không? Sao? Nếu nó chịu thì em cũng đi. Ông này sao mà cười ấy? Ông có muốn ông có muốn tôi là hàng xóm của ông không?
Có à, bắt tay gái, bắt tay hàng xóm tương lai. Thế rồi. Thì buông đi giờ. Đây đây, buông cái này. Từ từ hát cái này. Rồi. Cái cả cái ông này đã điện thoại đây. Từ từ hát chơi, điện thoại đây. Rồi, hai đi à? Hai khán giả à? Hai giám khảo. Không không không, hai caramel. À không phải không phải. Hai giám khảo. Đầu tiên là ông hàng xóm. Ông thấy tôi bà này hợp không? Có. Ông đúng là xóm tốt của tôi đấy. Ông em rể tương lai. Em á, em thì thế nào cũng được, em mà em thì cũng được. Mà em cũng không biết. Rồi phỏng vấn chút là bà xinh quá, tôi không biết phỏng vấn nào, run quá các ông ạ. Ê, anh nhắc gái thế. Hỏi đi nhờ, tăng gái hỏi nhau nhỉ. Em á, em chưa yêu lần nào sao em biết thôi được. Thôi đi, ông chẳng có cười rất là yêu. Em chưa yêu lần nào em sao mới biết được. Thế cho hỏi là bây giờ mình tăng gái mình muốn. Em tăng gái đâu mà em biết được. À, em hỏi sở thích nhá, sở thích của em là gì? Của em á, sở thích của em đi chơi này nọ, các kiểu bà la em. Anh thấy hai từ, một là đi shopping là một. Vâng. Hai là thích đi chơi là hai. Vâng. Cái thứ ba là chụp ảnh. Chụp ảnh. Sở chụp ảnh anh chuyên môn rồi. Chuyện gì vậy? Đi chơi anh cũng chuyên gia luôn rồi. Còn shopping thì thích đi đâu thì anh được. Yeah. Sở thích này. Thế thì thích của anh như thế nào? Hả? À, đúng là sở thích của anh này. Sở thích của anh á? Ừ. Sở thích của anh là chụp ảnh, quay phim. Dạ. Và đi chơi. Dạ. Và chúng ta có hai sở thích chung ấy. Bắt tay nhau cả. Sao hàng xóm ông cười ông kia? Khoái á. Ông muốn tôi là hàng xóm ông lắm à? Chứ em với ý à, chúng ta đi chung dần á, chứ bảo là chúng muốn lấy vợ nhưng mà chúng không có người yêu. Trước là em với ông chú để đi trong rừng ấy, xong là chú bảo là chú muốn lấy vợ nhưng mà chú không có người yêu. Không có người yêu ạ. Ừ. Ông chú nào? Đây, đây chú của em. Đây hả? Vâng. Không, đây là em trai rồi, đây là chú. Ông chú gì hả? À? Ông caramel quay ông chú này. Đây. Thế là nếu mà sau này mà chẳng may có lấy bà này thì phải gọi là ông chú à? Đúng không? Ừ. Phải không? Đúng rồi. Em chắc thì ui giời, thế xin lỗi nha, chào chú không chào hàng xóm đấy. Ê, ông gợi ý cho tôi đi, giờ hỏi cái gì bà này nhá. À, em có một câu là mẹ em ăn gì mà sinh ra em sinh thế. Em ăn gì sao sinh thế? Đúng, em cười hết đó. À, ăn gì sao sinh thế? Mẹ em mềm mém. Mềm mém. Ăn mềm mém với lại rau. Sao chị cứ mà cười đó. Ok, anh nhớ đúng, anh không cười. Ok, nghiêm túc, không cười. Bà bảo anh nghiêng cơm kìa. Dạ vâng, con quay một chút nữa thôi. Con đang quay em một chút nữa thôi. Cái gì gì vậy là lò. Nói đi. Anh nói chứ, mẹ em nói. Ờ anh, con trai mình phải hỏi cô gái. Ờ thế là đúng chứ gì. Và bảo là ừ, em ăn gì xinh thế. Mẹ em ờ, có phải em ăn gì đâu. Nên nó bảo là mẹ em anh, ăn gì xinh anh phải hỏi là em ăn cơm chưa, bao giờ em ngủ. Cái đều không thể là hỏi vậy mà đòi tặng gái mà anh. Ờ sao, em á, em lúc nào cũng chả hỏi thế. Lúc nào cũng hỏi thế để tặng gái ấy. Em ăn cơm chưa? Em mới ăn cơm mấy loại. Ăn mấy bát? Em nửa bát đã. Đấy, em nó bảo là ăn chút thịt. Mày em cầm đũa tay trái hết thế mà. Anh, em gọi cho anh, gợi cho anh một câu về câu này. Gợi ý gọi về tuổi ông ta luôn. Lại là cái gì à? Kiểu trai mà em thích như thế nào? Ừ, đúng rồi. Mỗi con trai em thích là như nào? Gu con trai của em là cao 1m7, 1m7 1m75.
Good, good, good. Như nào cũng được, chỉ cần là ăn là được. Em thấy ưng là được. Ừ, ưng không? Good, good, good. Rất chi là được. Good. Ta từ 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 từ. Còn quả kính á, đeo vào cho nó ngầu. Bà dính kìa. Bà chính. Xuất sắc. Hãy xong. Phải tiếp. Lên. Ăn mặc gọi là nhìn ổn. Rồi tiếp theo. Anh bảo hỏi em biết chưa? Thì gu của em đó. Gu của mày như thế nào? Thế rồi à? Thế rồi à? Ừ. Cho thêm hai yêu cầu đi. Yêu cầu của em ấy. Mày nhìn thật. Ê, bây giờ... Người ta kén chọn phải không? Em kén chọn á? À? Có hai cái yêu cầu, một là cao 7, hai là dễ nhìn. Thế bỏ kén chọn. Nếu mà kiểu như ví dụ nhá, anh cao 1m6 thì chắc là nó vứt anh qua một bên đấy. Tìm mấy thằng cao hơn đấy. Bà bảo là anh đi ăn cơm rồi, chút nữa về. Chút nữa về quay tiếp nha. À vâng. Cảm ơn đối tác. Gì đó? Báo gì đó? Đây là tôi đang lấy cớ tôi cầm tay bọn này đấy anh em. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhé. Thôi mời các bạn ăn cơm đây. À em là chuyên dùng thìa để ăn à? Ừ, người Mông mà em ăn thìa. Người Mông hay dùng thìa? À. Thế là bao lâu? Khi nào ông đuổi tôi mới đi. Còn lâu tao mới đuổi. Không đuổi á? Không đuổi ở đây luôn nhá. Không đuổi, tôi ở đây là hàng xóm ông luôn. Ok. Tôi tán cái bạn bên cạnh nhau. Ok. Ok. Hai anh tán đuổi thì tê ăn tê ở đây luôn. Ừ. Thật không? Thật, thật, thật. Được không? Được. Đẩy thuyền nhá. Ok, ok, ok. Tôi chết chán luôn. Bà chỉ biết ngồi cười thôi. Cứ bình tĩnh. Ông ăn đi tôi xem nào. Ôi giời ơi. Ôi bà đang nướng rồi. Cái này làm bằng cái gì em? Gạo. Gạo à? Gạo. Cho anh một nửa. Thế. Sao mày cho tao miếng to thế? Thế ăn đi rồi. Cho anh miếng to mà. Vậy nhá. Ngon. Dẻo dẻo. Ừ, chay đúng không? Ờ. Ừ, ngon nhỉ. Bỏ bà cho anh mượn trước nào. Ờ. Cho con mượn trước nào. Tí nữa. Tí nữa. Ông cứng vậy á? Vâng. Này đập đập vỡ đầu luôn đấy. Cứng lắm bạn ạ. Ấy chà. À, ông bà cùi kia các bạn ạ. Ngon không ông chú? Có. Ngon hả? Khá ngon. Ngon. Để cho anh nhé to một tí. Dùng cái ghế ở đây rồi. Ăn ngon. Vừa vùi ở trong cái đống kia lấy ra các bạn ạ. Ủa, ai da, ai da. Cái gì ui, ấy xong nó mềm em ạ. Em bảo là anh có biết chỉ ở trên tên gì không? Tên là gì em? Cậu ơi. Dạ. Bạn ấy, chị lấy tên là gì? Trước khi là tư nữ bóng là chị tất khi. Quên tên rồi. Dạ, không nhớ tên rồi anh xấu. Ơi tên là gì? Mai, tên là không phải là xấu ấy. Mai là
Mai. Ừ, không mai. 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 Không phải. Mai là sao hả? Sao? Xấu. Sao? Xấu. Xấu. Ơi giờ. Ơi trai giờ con ơi. Thứ 6 ấy. Thứ 6. Thứ 6 ấy. À. Mình em bảo sao? Thách anh làm sao? Bảo thách anh đi tán đổ nó luôn. Thật không? Đi sang luôn. Thôi đã đùa đấy. Hôm đấy tối hôm đấy thì mình còn không biết ngủ đâu các bạn ạ. Nhưng mà rất là cảm ơn bà mà đấy đã cho con ở lại. Còn cái việc mà mình quay video mình làm clip 86 là kiểu làm clip vui vui thôi. Các bạn trên đây á mà có dịp mà được đi học hoặc mà ra ngoài để mà mang tầm mắt hơn thì mình cứ đi, chứ đừng lấy chồng sớm. Hỏi vợ các bạn bảo mang tầm mắt nhiều thì các bạn sẽ biết được nhiều thứ hay ho ở bên ngoài. Và có một chút mình cũng chia sẻ với các bạn trẻ ở trên Hà Giang hay là trên những tỉnh thành miền núi phía Bắc, nói chung là các bạn nên hạn chế cái việc mà uống rượu bia lại. Bởi vì thực sự là như các bạn thấy đấy, ông uống rượu xong thì ông cũng chẳng biết trời biết đất gì cả. Đi đến nửa đường mà không đi được nữa còn phải ngồi ngoài đường. Rồi là uống xong say hôm đấy. Ừ thì công nhận hôm đấy vui thật, sướng thật. Nhưng mà cả ngày hôm sau là mình kiểu bị mệt mỏi ấy, vẻ oải ấy. Cho nên là hạn chế cái việc đấy lại. Bởi vì ở bên ngoài ấy, còn nhiều những cái điều thú vị hơn để các bạn khám phá ở bên ngoài. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi Hoàn. Rồi mọi người đón xem hành trình của mình tiếp theo nhé. Bye bye.